Trong tiếng Anh thì câu bị động được sử dụng rất là thường xuyên. Vậy thì câu bị động là gì? Chúng ta hãy xem ví dụ sau. They have built a new bridge. Câu này đang ở thể chủ động. A new bridge has been built. Câu này ở thể bị động. Chủ động tức là họ vừa xây cây cầu, và bị động là một cây cầu vừa được xây. Ở câu bị động, bạn sẽ đem túc từ lên làm chủ từ mới. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu kỹ về công thức của câu bị động. Công thức của câu bị động cơ bản là bạn sẽ có to be cộng với lại verb I, và có thể là by someone. Ví dụ chúng ta có câu như là Tom buys a shirt. Tom nó mua một cái áo sơ mi. Thì câu bị động của câu này đó là a shirt is bought by Tom. Chúng ta lưu ý khi mà bạn viết câu bị động thì bạn hãy giữ nguyên thì của động từ chính. Nó ở thì nào bạn cứ giữ y như vậy. Hiện tại thì giữ ở hiện tại, quá khứ thì ở quá khứ, tương lai thì giữ ở tương lai. Và khi chúng ta làm bị động thì cơ bản là bạn chia to be thôi. Bạn chia to be theo cái thì của câu gốc và chia to be theo chủ từ mới. Chúng ta xem cụ thể như sau. Ví dụ như they plant a tree. Bạn thấy động từ là plant. Câu này đang ở hiện tại đơn. Do đó khi chúng ta chuyển thành bị động thì bạn sẽ mang a tree lên làm chủ từ mới, đó là a tree. Rồi bạn phải chia to be theo cái chủ từ mới thì nó phải là is và hiện tại is. Sau đó cộng với 3 là planted by them. Đối với câu ở thì hiện tại tiếp diễn thì sao? Ví dụ như bạn có câu là Peter is reading a book. Bạn sẽ chia bị động thành a book is being read by Peter. Đối với câu thì hiện tại hoàn thành, chẳng hạn như là Peter has read a book, bạn sẽ chia thành a book has been read by Peter. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Peter has been reading a book. A book has been being read by Peter. Quá khứ đơn thì sao? Peter read a book. Lúc này to be bạn phải trở về dạng ở quá khứ, đó là was. A book was cộng với 3 là read by Peter. Quá khứ tiếp diễn, Peter was reading a book. A book was being read by Peter. Peter had read a book. Câu này ở thì quá khứ hoàn thành thì bạn chuyển thành là a book này. Rồi had been là chia to be theo quá khứ hoàn thành, cộng với verb 3 là read by Peter. Câu quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì sao? Peter had been reading a book. Tương tự, a book had been being read by Peter. Các câu tương lai thì sao? Peter will read a book. Bạn chia bị động thành là a book will be read by Peter. Hoặc là Peter will be reading a book. Lúc này bạn chia to be ở tương lai tiếp diễn, đó là a book will be being read by Peter. Tương lai hoàn thành thì sao? Peter will have read a book. Bạn chia thành là a book will have been read by Peter. Và thì cuối cùng là tương lai hoàn thành tiếp diễn, Peter will have been reading a book. Thì lúc này bạn chia to be theo tương lai hoàn thành tiếp diễn, nó trở thành là a book will have been being cộng với 3 là read by Peter. Để có thể chia động từ câu bị động tốt nhất thì bạn có thể Google các cái bảng chia động từ, những cái này trên mạng rất là nhiều để các bạn có thể nhớ được công thức. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu bị động. Câu bị động được dùng để nhấn mạnh vào vật được tác động hơn là vào chủ thể của hành động. Ví dụ câu chủ động là the teacher hit me. Chủ thể của câu này, cái điều quan trọng nhất trong câu này đó là the teacher. Tuy nhiên nếu bạn chuyển thành bị động thì bạn sẽ chuyển me lên đầu trở thành I. I was hit by the teacher. Tôi bị ông thầy đánh. Như vậy khi đó cái điều quan trọng trong câu của bạn nó trở thành là tôi rồi. Còn ông thầy không quan trọng nữa. Vậy thì có những trường hợp nào chúng ta sẽ dùng câu bị động? Trường hợp thứ nhất là khi bạn không biết chủ thể là ai. Chẳng hạn như the church was built in 1929. Cái nhà thờ này được xây vào năm 1929. Thì bạn không biết là ai xây nhà thờ này. Bạn chỉ biết là nó đã được xây vào năm đó.
Trường hợp thứ hai là chủ thể của bạn không quan trọng. Ví dụ như là Tom was arrested last night for smuggling drugs. Tối hôm qua thằng Tom nó bị bắt vì tội là buôn lậu ma túy chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta nói chủ thể không quan trọng. Là bị bắt thì chắc 99% là bị công an bắt rồi, chứ không thể bị ai khác bắt được. Chúng ta có thể hiểu được chủ thể là ai. Trường hợp thứ ba là bạn không muốn đề cập đến chủ thể vì một lý do tế nhị nào đó bạn không muốn đề cập. Chẳng hạn như là mistakes are made in this business. Trong cái lĩnh vực kinh doanh này thì lỗi được người ta vi phạm rất nhiều. Thì bạn không muốn nói cụ thể là các sếp phạm lỗi hay là nhân viên cấp dưới phạm lỗi đại loại như vậy vì lý do tế nhị nào đó. Trường hợp thứ tư là trong các văn bản khoa học, trong các bài nghiên cứu hoặc trong các bài báo cáo, bạn cũng thường xuyên dùng câu bị động. Ví dụ nha, chúng ta viết là in this paper, I will tell you what the main causes of stress are. Trong bài nghiên cứu này, tôi sẽ nói cho các bạn biết đâu là những nguyên nhân chính của stress. Thì thực ra cái ý chúng ta muốn nhấn mạnh là như vậy, nhưng mà trong cái văn bản nghiên cứu thì bạn không được phép dùng câu chủ động. Bạn không được dùng I ở đây, bạn không được dùng you luôn. Bạn phải viết theo câu bị động. Đó là in this paper, the main causes of stress are discussed. Bạn phải đưa cái nguyên nhân của stress lên làm chủ từ. Hey, why are you so sad? My phone was stolen. Huh? What? When? I mean, what happened? Well, I was invited to a party and I got on the taxi. And I gave the driver the address. And this is the first time I was in Vietnam, you know. And I was taken to the wrong place. Huh? I don't believe it. That's so terrible. And he got away immediately. I couldn't do anything. I didn't know what to do. So I decided to take out my phone. And just as I took it out of my bag, it was snatched by a guy on a motorbike. Oh my god, that's so scary. Yeah, but he wasn't arrested. I mean, something really should be done about mugging in this country. Yeah, I just can't agree with you more. Trong tình huống vừa rồi, chúng ta có một vài ví dụ về câu bị động. Các bạn lưu ý là trong tiếng Anh, câu bị động được sử dụng rất nhiều. Bạn hãy xem lại video và tìm thêm bài tập để nhớ công thức câu bị động và hiểu rõ cách dùng của nó. Và cũng như trong các video trước thôi, các bạn đừng sợ ngữ pháp, hãy ứng dụng ngữ pháp vào trong cuộc sống của mình.